xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp cùng các bạn Và trong video ngày hôm nay, chủ đề của chúng ta đó chính là sự quan trọng của collagen đối với cơ thể người À, như tất cả mọi người đều biết thì rằng là collagen rất quan trọng đối với chúng ta đúng không? À, khi mà nhắc đến collagen thì mọi người sẽ nghĩ rằng là nó tốt cho da mặt của chúng ta này khiến cho da của chúng ta được căng bóng hơn, trẻ trung hơn. nhưng mà thực tế thì không chỉ như vậy đâu, bởi vì là collagen nó còn có vai trò quan trọng hơn cả vậy. À, nó có vai trò như là với tóc này, móng này, da này, thị lực này và hệ xương khớp của chúng ta nữa. À, và bên cạnh đó thì uh, collagen chiếm 70% trong lớp biểu bì của chúng ta à, Và bạn hãy tưởng tượng rằng nếu như bạn bị thiếu hụt collagen Thì chúng ta sẽ bị như thế nào? Thứ nhất nhá là đối với da mặt của chúng ta Khi mà bị thiếu hụt collagen thì da của chúng ta sẽ là nhăn nheo này Xuất hiện các nếp nhăn vô cùng sớm Đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ bị lão hóa rất sớm Kể cả chúng ta chỉ mới ngoài 20 tuổi thôi Thứ hai đó chính là đối với thị lực nếu như thiếu hụt collagen thì trong một thời gian dài ấy, thì sẽ khiến cho thị lực của chúng ta bị suy giảm ờ, chúng ta có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể này thậm chí là lâu dần sẽ dẫn đến là mù loà và thứ ba đó chính là collagen có tác dụng với móng và tóc ờ, nếu như bạn thiếu hụt collagen thì tóc của chúng ta sẽ trở nên là sơ dối hơn cũng như là khô cứng dễ gãy rụng hơn dù là bạn có chăm sóc thật nhiều rồi nhá và móng của chúng ta thì cũng rất dễ gãy rồi là bị khô móng nữa Và điều cuối cùng đó chính là nếu như thiếu hụt collagen Nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển xương khớp của chúng ta Như vậy thì có thể thấy là collagen vô cùng quan trọng đối với chúng ta đúng không? Và bạn hãy tưởng tượng rằng nếu như một ngày bạn gặp tất cả các vấn đề như oanh vừa nói trên Thì cơ thể bạn sẽ như thế nào? chắc chắn là sẽ lão hóa rất là nhanh chóng cũng như là kèm theo đó là ở một số hệ lụy khác mà chúng ta không thể tưởng tượng được à, chính vì vậy thế nên là dù rất còn trẻ thôi nhưng nhiều người chọn cách là bổ sung cung cấp collagen cho mình bằng nhiều phương thức khác nhau chẳng hạn như là tiêm này truyền này hay là ăn các thức ăn có chứa nhiều collagen cũng như là kích thích sản xuất collagen và một trong những phương thức mà Kiều Anh đã tìm hiểu và thấy rằng được rất rất nhiều người sử dụng trên thị trường hiện nay à đó chính là sản phẩm uống collagen 10.000 VIP đến từ Hàn Quốc này. À đây là một trong những sản phẩm được rất nhiều chị em phụ nữ tại Hàn Quốc ưa chuộng sử dụng đúng không ạ? Chúng ta thì thường thắc mắc rằng tại sao phụ nữ Hàn Quốc người ta lại có làn da căng bóng trẻ trung mà rất nhiều người ao ước như vậy thì Kiều Anh chắc chắn một điều rằng À, bí quyết của họ chính là nằm ở sản phẩm nước uống collagen 10 000 VIP này à, Vậy tại sao sản phẩm này nó lại đặc biệt như thế? Nó có công dụng như thế nào? Và phải sử dụng ra làm sao để có thể là cung cấp đầy đủ collagen cho chúng ta? Cũng như là kích thích sản xuất collagen Thì Kiều Anh xin được giải thích rằng à, Chỉ ngoài độ tuổi 25 thôi nhá Là chúng ta sẽ bắt đầu có các dấu hiệu lão hóa rồi Khi đấy thì collagen của chúng ta sẽ sản xuất chậm hơn và ngoài 30 tuổi thì các dấu hiệu lão hóa của bạn sẽ xuất hiện bởi vì khi đó là collagen đã sản xuất rất là chậm rồi. Và tất nhiên thì quá trình lão hóa là chắc chắn ai cũng phải trải qua thôi, nhưng mà trên thực tế thì bạn có thể là ngăn chặn được cái quá trình lão hóa nó xảy đến sớm bằng cách là chăm sóc da mặt của chúng ta từ bên ngoài cũng như là từ bên trong. Và cung cấp collagen chưa bao giờ là quá sớm nếu như bạn sử dụng ngay từ bây giờ. À, với sản phẩm nước uống collagen 10.000 10 VP đến từ Hàn Quốc này thì à, nó được à, bào chế dưới dạng là công thức collagen thủy phân một trong những loại collagen propeptit à, rất là tốt cho người dùng nó khiến cho quá trình lão hóa của chúng ta bị chậm lại cũng như là cung cấp các tế bào các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và sản phẩm nước uống collagen 10.000 10 VP đến từ Hàn Quốc như thế này thì nó rất đặc biệt nó đặc biệt hơn những sản phẩm khác là bởi là collagen peptide có trong cái sản phẩm này thì nó cung cấp các axit amin này các heroin cao gấp 10 cho đến là 20 lần so với những sản phẩm khác và khi sử dụng thì nó rõ có hiệu quả vô cùng rõ rệt đó chính là chúng ta sẽ thấy là làn da của mình được cải thiện cũng như là việc là từ tóc cho đến móng tay Đến sự phát triển thị lực của chúng ta Thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Và quan trọng với cái sản phẩm này Khi chúng ta sử dụng Nó sẽ ngăn chặn sự lão hóa hình thành Nghĩa là khi đó nếu như bạn dù bạn đã ngoài 30 tuổi rồi Nhưng quá trình lão hóa của bạn Nó sẽ đến chậm hơn So với những người mà không cung cấp collagen Cũng như là với những người mà không sử dụng collagen À và và cái sản phẩm này cũng như là cái công thức collagen thủy phân như anh vừa chia sẻ bên trên thì nó đã được kiểm nghiệm chứng minh lâm sàng là không có tác dụng phụ cũng như là không có cái phản ứng phụ gì đối với cơ thể của con người khi sử dụng và đặc biệt thì như kiểu anh chia sẻ tất nhiên là chúng ta không ai có thể là ngăn được cái quá trình lão hòa nó đến với mình rồi nhưng mà bạn có thể ngăn chặn được việc nó đến sớm bằng cách là chúng ta thực hiện uống collagen ngay từ hôm nay à và với cái sản phẩm collagen như thế này thì mọi người sẽ thường thắc mắc rằng là nếu như chúng ta uống collagen thì chắc hẳn là vị của nó sẽ khó uống lắm đúng không nhưng mà kiểu anh sẽ trả lời rằng là không bởi vì cái sản phẩm nước uống collagen này thực sự khi mà chúng ta sử dụng thì nó rất là thơm ngon mùi vị của nó cũng rất là dễ uống và mỗi ngày thì chúng ta chỉ cần sử dụng một lọ nhỏ như thế này thôi mỗi ngày chỉ cần một lọ thôi ạ à. và kiểu anh có ba lưu ý cho chúng ta khi sử dụng sản phẩm bất cứ một sản phẩm collagen nào mà chúng ta cũng cần phải lưu ý đầu tiên đó chính là chúng ta nên uống sản phẩm collagen vào khi bụng đói và thời điểm tốt nhất cũng như là khung giờ tốt nhất để chúng ta uống cái sản phẩm collagen này đó chính là từ khoảng 10 giờ cho đến 11 giờ đêm. Bởi vì khi chúng ta uống vào đó là thời điểm để chúng ta nghỉ ngơi rồi và sau khi uống collagen vào thì chúng ta không nên ăn các loại đồ ăn đêm nào nữa. Tại vì thực ra khi mà chúng ta ăn đêm như thế thì nó vừa gây cho chúng ta béo này mà cái sự tác động của collagen lên cơ thể của chúng ta cũng sẽ không được tốt nữa. Bởi vì khi sau khi uống collagen xong thì bạn nên đi nghỉ ngơi để cho các collagen đi vào trong cơ thể và được hoạt động tốt hơn. Khi đó thì công năng của sản phẩm này khi chúng ta uống vào cơ thể của mình nó cũng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều lần. Thứ hai, đó chính là sản phẩm collagen thì bạn đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta chỉ uống trong một vài ngày rồi ngưng sử dụng. Nếu như bạn thực sự muốn có một làn da khỏe mạnh và không muốn gặp phải các vấn đề như kiểu anh vừa kể trên ý, thì chúng ta nên uh, lập cho mình một cái thời gian biểu đó là uh, cái thời gian mà chúng ta sử dụng sản phẩm collagen đối với phụ nữ ở Hàn Quốc nhá người ta sẽ không sử dụng sản phẩm collagen trong một ngày hai ngày hay là một tháng hai tháng đâu mà người ta sẽ có thời gian cụ thể là trong một năm sẽ có 3 lần người ta cung cấp collagen cho bản thân và mỗi lần sẽ là từ một cho đến là 3 tháng. Và mỗi lần như vậy thì cái sản phẩm collagen người ta sử dụng trong một thời gian dài nó sẽ đạt được hiệu quả tối ưu chứ không không thể nào mà chúng ta sử dụng chỉ trong một hai ngày mà đã có kết quả rõ ràng đâu. Vậy nên nếu như bạn đã chọn sử dụng sản phẩm collagen thì hãy sử dụng trong thời gian dài để đạt được tối ưu hiệu quả nhất. Thứ ba, đó chính là khi mà bạn sử dụng sản phẩm collagen, bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm collagen vào trong bên trong cơ thể, cũng như là chúng ta đắp mặt nạ thường xuyên hay là dưỡng da thường xuyên thì bạn cũng nên có một chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao. Chứ nếu như bạn sử dụng collagen nhưng mà bạn lại có chế độ ăn uống không lành mạnh, ăn các chất nhiều dầu mỡ rồi là chiên, xào, rán thì kiểu anh tin chắc rằng là không có một sản phẩm nào có thể mang lại làn da tuyệt đẹp cho bạn đâu, trừ khi bạn phải thay đổi từ chế độ sinh hoạt của mình kết hợp với các phương pháp làm đẹp từ collagen như thế này thì hiệu quả của bạn sẽ đạt được tối đa nhất có thể. Vâng, với ba lưu ý như trên thì Kiều Anh tin chắc rằng nếu như chúng ta không muốn lão hóa đến sớm với mình thì phải áp dụng thôi. Bởi vì chắc chắn là trong chị em chúng ta đâu có ai muốn xấu xí đâu đúng không ạ? À, vậy thì còn chờ gì nữa? Hãy bổ sung collagen ngay trong hôm nay để ngăn chặn quá trình lão hóa đến sớm với chúng ta Cũng như là việc duy trì nét đẹp tuổi thanh xuân của chúng ta giữ mãi với thời gian Và điều quan trọng là không ai chê là chỉ mới ngoài 25 tuổi thôi mà trông chúng ta đã rất già rồi đúng không ạ? Thế nên là một trong những sản phẩm mà bạn nên đặt niềm tin sử dụng Đó chính là sản phẩm collagen 10.000 VIP đến từ Hàn Quốc này À và Kiều anh cũng xin được gợi ý một trong những địa điểm cực kỳ cực kỳ uy tín mà các bạn có thể mua sản phẩm đó chính là siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ bởi các sản phẩm tại đây thì đều có giấy tờ công bố cũng như là giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và quan trọng là siêu thị Hàn Quốc thì với tiêu chí chất lượng là uy tín cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc này quan trọng là cũng có những cái chính sách đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi mua, đó chính là khi nhận được sản phẩm chúng ta được phép kiểm tra hàng rồi sau đó mới thanh toán và chúng ta cũng được phép là đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu như khi nhận hàng bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả. Và một điều quan trọng cuối cùng nữa đó chính là siêu thị Hàn Quốc thì có địa chỉ uy tín rõ ràng và các bạn có thể là tìm đến bất cứ lúc nào để chọn cho mình sản phẩm yêu thích về làm đẹp cũng như là chăm sóc sức khỏe cho mình. À vậy thì làm thế nào để có thể sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời như thế này thì kiều anh xin được gợi ý một trong ba phương thức để chúng ta có thể mua sản phẩm tại đây đầu tiên đó chính là chúng ta liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 kiều anh xin nhắc lại một lần nữa nhé đó chính là 0904363985 Phương thức thứ hai đó chính là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để chúng ta đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để có thể là chọn lựa cho mình sản phẩm ưng ý cũng như là nhận được những tư vấn trực tiếp từ các chuyên viên và quan trọng là nhận được nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm nước collagen đến từ Hàn Quốc này chỉ với một trong ba phương thức như trên thôi mà chúng ta đã có thể là sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này mà không cần phải đi lại quá nhiều rồi. Vậy thì còn chờ gì nữa? Hãy đặt hàng ngay trong hôm nay để nhận được những ưu đãi các bạn nhé. Hy vọng với những thông tin mà kiểu anh chia sẻ trong clip ngày hôm nay về sự quan trọng của collagen đối với cơ thể của mình thì các bạn đã hiểu ra rằng cũng như là nhận biết được rằng chúng ta cần phải bồi bổ cũng như là cung cấp collagen trong cơ thể ở uh, ngay lập tức cũng như là không bao giờ là quá muộn đối với việc làm đẹp cho bản thân cả. Và hy vọng uh, clip đã mang lại cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an và luôn giữ được nụ cười trên môi cũng như là luôn luôn xinh đẹp. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye. Các bạn còn thắc mắc về sản phẩm nước uống bổ sung collagen 10.000 10 VP đến từ Hàn Quốc thì hãy nhấn vào danh sách phát phía tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm này. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ dưới đây để nhận được các thông báo mới nhất bổ ích nhất đến từ các video của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.